Chào mừng các chị em phụ nữ, vâng, những người thích màu hồng và ghét sự giả dối. Hôm nay thì bên em Vũ Duy Auto lại tiếp tục về một chiếc xe màu hồng siêu ấn tượng. Một chiếc xe sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Và đây là một dòng xe rất là bền bỉ, lại số tự động nhá. Và ngoại thất bên ngoài của chiếc xe thì là màu hồng rực rỡ luôn, nhưng mà nội thất bên trong còn hồng rực rỡ hơn nữa. Đây này, em cho các bác xem luôn, không phải giấu điếm đâu xa, đấy các bác nhìn nhá. Hồng từ trong cho đến ngoài. Một chiếc xe phải nói đúng là màu hồng rực rỡ luôn, từ trong cho đến ngoài, cực kỳ đẹp. Đấy, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn nhá. Một chiếc xe đẹp mang biển số Hà Nội 15D02597. Vâng, đây là một chiếc xe mang biển số Hà Nội, và bây giờ thì đã chuyển thành biển số Hải Phòng rồi, chính chủ biển số Hải Phòng luôn. Và xe thì đang có mặt tại bên Vũ Duy Ô Tô. Vâng, con này thì được độ cản gió đằng sau này. Đấy, cản gió đằng sau này. Body kit bô đôi này. Và đặc biệt là các bác biết không, đây là một chiếc xe mà anh chồng mua về tặng vợ. Và bác ấy phải nói là bác ấy quá yêu vợ luôn, thích gì chiều đấy. Thế là mua luôn cho chiếc xe màu hồng. Đấy, và chị ấy lại là cán bộ của bên quân đội. Thế là chị đi phải nói là quá là đỉnh. Đây các bác nhìn này. Đấy, hết nội thất này. Đẹp từ trong cho đến ngoài luôn. Nội thất rất là sáng sạch sẽ nhá. Và đây là nội thất còn zin nguyên, đúng theo ý tưởng của chủ nhân. Xe này thì biển số gốc Hà Nội và bây giờ là mang biển Hải Phòng. Đấy, đầy đủ các chức năng. Đây, xe số tự động luôn này. Đấy, số tự động các bác ạ. Vâng. Màn hình Carfu Android xịn xò. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ. Nhạc nha. Rồi cảm biến áp suất lốp này. Rồi camera hành trình, camera lùi đầy đủ hết. Chân nỉ thì bọc da rồi, sạch sẽ vô cùng luôn. Đấy, một chiếc xe đẹp như thế này tội gì các bác không mua. Vâng, phải đi đâu xa, tìm kiếm bấy lâu thì đây, một chiếc xe màu hồng nhá. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chỉ dành cho chị em phụ nữ thôi, còn không dành cho các bác nam giới đâu. Nhưng mà chiếc xe này thì chắc chắn lại phải qua tay các bác nam giới rồi. Vì tại sao? Vì là các bác thì mới nhìn thấy xe này và mua được về cho vợ. Đấy, còn các chị em phụ nữ thì cứ nhìn xe này bảo chồng mua đi. Vâng, một chiếc xe đẹp 2011 nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, luật là này. Đấy các bác nhìn này, form dáng xe thì vô cùng yêu thương và trông rất là thể thao luôn, nực cá tính nhá các bác nhá. Với body này, body trước này, la răng đúc này. Đấy, la răng đúc này. Đấy, rồi cái màu ấy, màu đều luôn. Một chiếc xe màu hồng. Và chủ thì là một nữ cán bộ nhà nước nhá. Đấy, một nữ cán bộ nhà nước luôn. Đi. Đấy, xe rất là đẹp đẹp luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, xe rất là đẹp. Đấy, nội thất màu hồng. Phải nói là em cứ thích mở cái này ra thôi. Con này thì đảm bảo cho các bác là keo chỉ zin cả xe, không có đâm đụng nhá. Xe không đâm đụng. Đấy, không ngập nước. Đấy, máy chạy cực ngon luôn. Lành. Rất lành luôn. Đấy các bác nhìn này. Rất là lành. Đấy, xe cứng cáp chắc chắn. Đấy. Rồi. Đúng là xe của nữ có khác. Nói thật là hôm nay em không tả được vì căn bản nó đẹp quá. Vâng, nó đẹp với cái màu ạ. Vâng. Đấy, đẹp từ lớp sơn bên trong cho đến bên ngoài. Xe rất là cứng xe. Nhập khẩu Hàn Quốc, mức tiêu thụ nhiên liệu của nó mới có 5 lít rồi này. Rất là thấp. Đấy. Xe cứng cáp luôn. Và con này thì khóa thông minh nhá các bác nhá, để nổ start stop, khóa điện thông minh. Đấy, nội thất này. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy. Nội thất đẹp như mới luôn. Còn gì nữa đâu mà tìm với kiếm. Đây các bác nhìn này. Đuôi gió thể thao. Đấy, kể cả các bác nam ít khi các bác kiếm được một con xe mà có đuôi gió thể thao như thế này. Đấy. Đuôi gió thể thao này. Rồi body dưới này. Ốp body dưới thân đây. Đấy, bô này, bô xả này, thể thao này. Rồi lốp. Lốp con này dày khự nhá, lốp mới luôn. Các bác nhìn nhá, lốp Michelin mới tinh này. Dày dặn này. Con này thì sử dụng vành la răng 13, lốp 155-70 ạ. Vâng, có cảm biến áp suất lốp trên tất cả các lốp. Và để cho nó đồng màu với xe, nó cá tính với xe. Thì cái la răng này chủ người ta đã sơn đen. Đấy, đấy. Logo rõ ràng luôn, của hãng luôn. Và cua lốp này đẹp, xe cứng luôn. Đấy, các bác nhìn này. Xe rất là cứng cáp nhá. Một chiếc xe màu hồng phải nói là đúng là hàng hiếm và chất chơi. Chủ cũ mua cho vợ đi được một thời gian. Bây giờ
Vợ bảo là lên đời cho chị ấy một chiếc lắc A, thế là anh ấy mua luôn một lắc A. Thế là mua cho một chiếc lắc A dài rộng hơn, hoành tráng hơn. Thế là để lại bên em Vũ Duy Auto chiếc xe này. Chị bảo ông đã theo dõi kênh đã khá là lâu. À, bây giờ chị muốn để cho em quay để chiếc xe này cho nó ai cũng biết. Vâng, mà thực sự là những bác nào mà cá tính lên mua chiếc xe này để mà thể hiện đúng cá tính của mình. Một chiếc xe màu hồng đã được độ hết rồi, giờ chỉ có việc đi thôi. Đấy, lốp Michelin dày nhá, lốp mới dày khự luôn này, cua lốp đẹp luôn này. Đấy, cua lốp này các bác nhìn này. Đấy, cua lốp nhá, hàng rất là chất luôn, đảm bảo cam kết cho bác là không có đâm đụng, không tai nạn ngập nước. Keo chỉ này, keo chỉ còn zin. Đấy, tappy động cơ quay tay. Úi giời, quá hồng luôn. Đóng à, đấy. Xe rất là cứng luôn. Vâng, cứng xích cáp, xe cứng cáp luôn. Một chiếc xe màu hồng. Đấy. Các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Và ngồi bên trong xe thì phải nói là thoải mái luôn. Cái màu này nó sáng, nó không tối như cái màu nguyên bản. Thế nên là đâm ra là cảm giác ngồi trong xe nó cũng rất là sáng láng. Đấy, sáng sạch luôn. Kính điện này, dán phim cách nhiệt hết rồi. À, gương chiếu hậu thì chỉnh cơ. Đấy, chỉnh cơ này. Thế còn đăng kiểm của chiếc xe thì đến tháng 4 năm 2022 luôn các bác nhá. Còn lâu lắm. Vâng, còn rất là dài luôn. Đấy, xe thì nói chung là về độ chất thì có thừa luôn. Màn hình đa chức năng này, có rất nhiều các cái chức năng tích hợp trên cái màn hình này. Đấy, có tốc độ này, nhạc này, rồi Google, YouTube có hết. Đấy, nói chung là cũng hiện đại vô cùng. Cái này bác lắp sim vào nữa là xong. Chị cũ chị tháo sim ra và chị để rồi. Đấy, thế còn điều hòa con này chỉnh cơ đơn giản thôi. Vâng, dòng xe giá rẻ mà còn hơn 100 triệu bộ. Đấy, cần số tự động này, hơn 100 triệu mà sở hữu được con xe ngon lành như thế này đây. Vô lăng da bọc mới da trắng luôn đấy coi nhá, xịn xò luôn này. Vâng, trần đi đẹp hẳn rồi, rất là đẹp, sạch sẽ. Đấy, đồng hồ công tơ mét thì lăn bánh là 9,9 vạn các bạn, 9,9 vạn. Đấy, máy rất là ngon, động cơ mượt mà. Tí nữa thì ta sẽ cùng đi quay khoang máy, còn đâu ta quay chi tiết của chiếc xe này cho các bác để các bác ngắm thôi. Đấy, gầm bệ đấy nhá, em quay gầm cho các bác xem. Đây gầm đây này. Đấy, các bác nhìn gầm nhá. Đấy, các bác thấy chưa, gầm nó rất là đẹp luôn, thoáng là sạch sẽ, đẹp và không có lỗi lầm, không mục mọt nhá. Đấy, gầm rất đẹp ạ. Vâng, thế còn phần đầu xe thì đèn halogen, bầu đèn bóng đen, bóng mờ đen. Đấy, halogen cao cấp bên này này, các bác để ý ạ. Đấy, bóng mờ này, phủ đen. À, con này thì không có đèn gầm nhá các bác nhá, không có đèn gầm mà chỉ có lỗ giả thôi. Cái này thì các bác nào lắp thêm thì các bác bổ sung vào. Vâng. Đấy, body cản trước đẹp luôn. Vâng, rất là luật là một chiếc xe màu hồng. Chị đi mẹc vừa nãy chị đi qua mà chị còn phải ngắm chiếc xe này thì các bác biết là nó như nào. Vâng. Quá là độc lạ. Một chiếc xe màu hồng từ trong cho đến ngoài. Động cơ 1.0, tiêu thụ nhiên liệu thấp, tiết kiệm nhiên liệu và cái dòng này rất linh hoạt nhá. Sửa chữa dễ dàng, nhẹ nhàng, giá thì vô cùng yêu thương. Đấy, kính điện lên xuống hết. Một chiếc xe mua về tặng vợ quá ok rồi. Đây nổ cái nào. Đấy, máy đè lên rất là êm mà xe thì không có lỗi nhá các bác nhá. Đấy. Thế nào? Úi xời. Đây rồi. Đấy, con này thì sử dụng động cơ S-Tech 2 các bác ạ. Vâng, để em chống cái cabo lên cái cho các bác cùng xem. À, sử dụng động cơ S-Tech 2 16 van, máy thì rất là ngon, êm, chạy chắc tiếng luôn. Đấy, máy chạy rất là êm và chắc nha các bác nhá. Chắc tiếng vô cùng. Đấy. Hệ thống lái dầu này, làm mát này của xe. Rồi
Tất cả các cái trang thiết bị của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường và rất là ngon. Ắc quy mới 2021 đầu năm. Và đây, em quay ở đấy, các bác nhìn phần tai đèn này, tai ốp này, đấy, phần đầu răng ngang này, răng trước này, đấy, tai đèn bên phụ này, rồi keo chỉ nhá, em quay keo chỉ cho bác này, keo chỉ còn zin luôn. Đấy, con này đúng là một bác yêu vợ. Bác ấy đã độ lên cho chiếc xe màu hồng này rất là rực rỡ rồi, cho vợ yêu của bác ấy. Vâng, máy rất là ngon và êm. Đấy, dòng này chạy rất là lành luôn các bác ạ. Vâng, chạy rất là lành, bền và giá thì vô cùng tuyệt vời. Với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có hơn 100 nhưng các bác sẽ sở hữu được chiếc xe màu hồng như thế này rồi. Đấy, em sẽ mở hết cánh ra cho các bác xem. Đấy, các bác bảo thế này chả thích. Vâng, hàng rất là hiếm luôn các bác. Vâng, cực kỳ hiếm. Đấy, màu đẹp này rồi, sáng sạch từ trong ra ngoài. Một chiếc xe mà ai cũng phải ngước nhìn và chú ý. Đặc biệt là cá tính màu hồng thì các bác biết rồi, dành cho chị em phụ nữ. Và các bác nào mà mua về cho vợ hay là các bác nào mua về cho con, cho cháu, những cháu rất thích màu hồng ấy, thì đây là một chiếc xe tốt cho các bác. Vâng, cảm ơn các bác cũng đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Ô Tô. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe yêu thương, hợp lý. Em sẽ nhờ driver lái chiếc xe này để đi lùi tiến cho các bác xem. Đấy, xe nhạc nhẽo ngon lành cành đào luôn. Thôi cứ ấy đi, xong để đóng cốp đi, cầm đấy. Cầm chìa. Sang bên kia. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ luôn. Đấy, bây giờ anh driver anh sẽ tiến lùi tí cho bác bảo xe ngon hay không. Đấy, bên em thì có rất nhiều xe nha các bác nhá, tha hồ cho các bác lựa chọn luôn. Từ từ đó. Đấy, các bác nào mà thích xem xe thì cứ đến cửa hàng của em Busi Auto ạ. Cửa hàng em có 3 cửa hàng cơ, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng và Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, xe rất là đẹp luôn, hiện đại đấy, cam lùi nhá, to vật vã, màn hình đa chức năng hiển thị hiện đại. Rồi lái thì ngon thôi rồi, rất nhiều chức năng, xe thì sáng láng luôn, đúng là hàng hiếm, kiếm đâu ra bây giờ. Vâng, nội thất thì quá đẹp. Kiếm đâu rồi một con xe màu hồng nó lại rực rỡ này. Vâng, mà anh phát biểu cảm tưởng về chiếc xe này. Anh ấy nó nữ tính quá nhỉ. Em một cười mà không nói cái gì. Một chiếc xe quá nữ tính. Đấy, nhưng mà địa hình nào cũng chơi hết. Lại còn xe nhập nữa các bác nhá. Xe nhập khẩu Hàn Quốc luôn. Nhập khẩu đời cao. Vâng, cảm ơn, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.